tí nữa lại ăn mới à? Hả? Còn nơi nào đấy? Ăn ăn mới à? Em đầy đây, đây bên này đầy, ông còn phơi cho khô hẳn. Chị tắt ở trên lấy bên giường quần ngọc chân chua lắm đầu trong này. Mẹ đi, mẹ đi, mẹ ngủ đừng có giấc được đấy mẹ. Thôi bỏ cái mì cả thôi, đỡ chấm vào mắt. Tối em vừa mới đi nói chuyện với ông Hà Nội nhỉ. Đôi, lúc nãy cởi tốt ra. Nó không thích mời các bạn. Lúc nãy ngồi chơi ông ngoại này, ngoại. Chơi ông bà. Đây, cho em đi dạo này, này cổ nó rộng. Cứ từ ghế sao lông nó nhảy xuống. Kinh. Đôi này rộng nhất. Nhảy như là hoàn chứ không phải là... Nhảy. Nhảy xuống đúng chân. Cứ leo lên leo xuống không nhảy không cười. Không có một tiếng khác luôn. À. Bây giờ em chả sợ ai. À. Quen dễ dàng. Nó không thấy bà đâu, nó cũng tìm ấy. Nhưng mà nó cũng còn bé hơn. Tối xưa nó khoảng sợ một tí. Nhưng hôm nay chụp được cái ảnh thằng chú Hào đèo nó mà không. Đầu tiên thì thích mà ôm sáng tần nó. Cái gì người ta hãng thích không? Chơi ô tô nha, cũng đùn đùn nó. Góc nhà. Gì á? Âm à? Mọi người. Gì vậy? Ý vậy? Mặc cái áo hở cổ à? Dạ, mấy hôm rét chỉ sợ nó rét ở đây rét hơn Hà Nội nhiều. Rét hơn. Trông mặt. Con này nhìn nấy lắm nhưng mà giặt rồi đấy. Chỉ gì chẳng hiểu gì cả. Cái hoa ở trong này chắc không phải chỉ cái gì cái chỉ ông như là